Hello, xin chào các bạn, chào cả nhà. Hôm nay mình lại được gặp các bạn rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến để cũng lựa chọn một số về hoa quả. Như các bạn biết là trong ngành dịch vụ, phục vụ cũng như là ngành ẩm thực, nếu như nguyên liệu không chuẩn thì có mà đến cả thánh pha chế cũng chẳng pha được ngon. Cho nên là cái buổi hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về cái cách lựa chọn hoa quả. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái gì chọn đấy đúng không? Rất nhiều thứ để chọn trên đường. Thực ra có rất nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì cái menu mình có cái gì thì mình sẽ lựa chọn cái đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi và có rất nhiều quán ở trên đường. Bây giờ chúng ta sẽ vào những cái cửa hàng nào mà có cái đồ mà chúng ta muốn. Bác ơi, nhà mình có nhiều hoa quả đấy, nhưng mà cháu hôm nay mình cũng ít cóc. Bác bán đi lâu chị ạ? Nhà cháu ở gần đây, nhưng mà cháu được nghe là có một số người gần đây nhưng chưa mua của nhà bác, chưa mua ở nhà hàng mình bao giờ. Hay là nhìn bác sợ quá không dám mua đấy. Được. Bác ơi, cho cháu chọn cái gì đây bác? Bơ. Bơ gì mà giống như là quả cam vậy bác? Bơ bi hả bác? Có nghĩa là nó em của thằng bơ bút. À, hay nhỉ? Cái quả này cũng đẹp chứ bác nhỉ? Quả này bây giờ bao nhiêu tiền cân rồi bác? 30 á? Ô thế hôm qua cháu đi mua cũng là bơ bút, nhưng mà nó dòng to, họ bán 50.000 ở bên Thành Công rồi. Hay quá nhỉ? Bao nhiêu? À, chênh nhau vài nghìn là bán được rồi đúng không? Ok. Thế hôm qua cháu mua cũng nó lại to hơn. To đấy. To hơn thì đắt hơn, nhưng mà nó bán không đắt nếu mà 50 rồi đấy. 50 rồi đắt, không có chỗ bán 50, 55 bình thường. Ok, cháu thấy cái cốc này nhà bác khá là ngon. Ngon đấy, 20.000 một cân. 20.000 cũng không phải là đắt. Không đắt, cô đây không bán đắt. Đúng ạ. Đối với ở cóc thì thôi bác cứ nhặt cho cháu một cân. Từ từ bác ơi, cháu mua về để làm bên bên nhà hàng, bên pha chế kìa. Ở quán pha chế nhà cháu bên kia. Hôm nay cháu đi lựa chọn để cháu một mặt là giới thiệu cho người ta biết các cách uống cóc. Nhà bình thường nhà mình là hay ăn cóc đúng không bác? Ăn nhưng mà ăn nếu như vâng ạ. Đúng rồi. Bình thường là nếu như các bạn mua có cóc thì có 3 loại cóc, một là cóc non. Thì cái cóc đấy khi mà ép thì nó hơi bị nhớt nhớt một tí, mà cái màu của nó hơi xanh, theo kiểu màu xanh 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 lục, nó xấu. Đấy là nhưng mà cái cóc đấy mình ép thì nó sẽ không bị hỏng hỏng máy vì nó non. Cái loại thứ hai là cóc già, cái cóc vàng vàng này này. Cóc này thì chúng ta bổ ra mà chén thôi, bổ ra là ăn, chấm muối cho biết ăn trực tiếp tuyệt vời và rất ngon. Tuy nhiên thì cái cóc mà cháu mua là cháu mua để pha chế, có nghĩa là để ép pha chế, thì cháu muốn là mua loại cóc già, cháu sẽ lấy loại này. Vâng ạ. Em thì lấy loại này. Ấn loại này. Nhá các bạn nhá, mình sẽ lấy loại này. Chúng ta chọn một tí đi. Với loại cóc già các bạn nên ép cóc già, bởi vì cóc già thì là cái vỏ của nó thơm. Thơm. Về rửa đi xong cứ biết là tách. Đúng rồi. Cái vỏ của nó thơm này. Và khi mà ép ra cái màu của nó xanh, nhưng mà nó xanh hơi vàng vàng, nhìn nó rất là đẹp, cực độ đẹp các bạn nhá. Đấy. Và trong quá trình các bạn sơ chế cái loại cóc này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ mỗi 1kg chúng ta thường sử dụng cho 5-6 cốc. Nhưng có những người uống mạnh vị thì được, có thể là được có 4-5 cốc thôi. Nhưng ở trong phố cổ có một số người như là con gái uống, họ còn trẻ, họ còn tin ấy, thì họ chỉ uống cái vị nhẹ nhẹ thôi. Có nghĩa là 1 cân có thể làm được tận 8 cốc, rất là nhiều. Còn bình thường thì cứ 2 lạng cốc sơ chế chúng ta có thể là ra 1 cốc. Đó. Và khi lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn những quả mà nó vỏ nó màu xanh nét như thế này càng tốt, đúng không? Càng xanh càng tốt, bởi vì có trong quá trình mình pha chế mình sẽ giữ nguyên cái vỏ này, chỉ rửa sạch, tách vỏ bỏ lõi ra, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào cắt nhỏ ra và chúng ta ép luôn. Cái quá trình sơ chế các bạn lưu ý nhé, những cái quả cóc chín đừng lấy, những quả cóc chín thì khi mà làm ra nó bị nhớt và nó không thơm. Và trong quá trình sơ chế nếu như các bạn dính vào những cái quả như thế này thì các bạn phải gọt hết cái phần đoạn này đi, ok chưa? Đó. Cái màu đen đen này chúng ta phải cọ sạch, miễn làm sao cho cái làm sao cho sạch nhất, và cố gắng lựa chọn, chúng ta phải lựa chọn những quả đẹp đã, những quả có màu xanh như thế, như chỗ này thì chúng ta lấy, đúng không? Như thế này thì tránh những cái quả mà nó quá dám, ok chưa? Đấy. Vâng, bác cho cháu 1 cân thôi vì cái này cũng đấy đó. Bao nhiêu tiền 1 cân bác nhỉ? 20 đấy là bán lẻ, chứ nếu như bán nhà hàng có được giảm hơn một tí bác. Mỗi ngày mỗi tuần cháu lấy chục cân rồi. Cái cóc này ngon lắm nhá. Các bạn lưu ý nhá.
khi mà các bạn uống các dòng nước ép ấy, khi đã uống nước ép rồi, chúng ta uống nước dứa, nước táo, nước táo, nước dứa, nước gì đây, ổi, rất nhiều loại có thể uống. Nhưng khi các bạn đã uống đến nước cóc rồi thì đảm bảo có thể các bạn sẽ quên hết những nước khác, bởi vì cóc nó có cái vị cực kỳ thơm ạ, thơm. Và nước cóc các bạn lưu ý chúng ta kết hợp cóc và nước dứa nữa thì uống cực kỳ tuyệt vời, cái màu nó hơi ngà ngà vàng vàng, uống ngon lắm ạ, uống rất ngon. Và đặc biệt là cóc già, cốc già thì đây, ui dồi, quả này đẹp thế này, kiểu chào đây các bạn này, những cái quả này là quả cực kỳ tuyệt vời, không phải khó, không phải dễ dàng mà lựa chọn được đâu, đúng không? Quả này đẹp lắm. Lúc nãy là mình đi qua đây là thấy màu cóc không đẹp, bây giờ là màu cóc lại đẹp rồi, có nghĩa là các bác hình như mới mang thêm ra đấy. Quả này tuyệt vời các bạn, không mất đi cái gì, không bỏ đi cái gì cả, chỉ có tẩy đi một chút cái phần này thôi. Ok, trong pha chế cốc thì các bạn lưu ý nhé, đó là khi mà chúng ta sử dụng cốc thì với những cái lượng đồ uống khác, nước ép thì chúng ta chỉ cho một chút muối thôi, gọi là một xíu muối, nhưng riêng với cốc bạn phải cho nhiều xíu muối, ba lần xíu muối, có nghĩa là cho khá nhiều muối. Và tương tự như vậy các bạn cũng phải cho khá nhiều đường, bởi vì cốc rất chua, nhưng khi mà cho được cái vị cân đối thì uống cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn uống loãng cũng ok, nhưng mà theo như mình uống là phải uống thật chất, uống thật đậm, uống thật nó gọi là tròn vị. Ok chưa? Mình trả tiền xong chúng ta đi sang mua các quả khác nhé. Sau cái này chúng ta đi mua một bữa hết, ok chưa? Chúc bạn lựa chọn cốc chuẩn.